chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu cái dòng xe Suzuki Swift mới nhập khẩu Thái Lan của Suzuki, phân khúc hạng B, xe 5 chỗ ngồi. Xe này được mang với phong cách dạng thể thao, Mini Cooper. Đặt vào chúng ta phía trước thì sẽ có một cái lưới tản nhiệt cùng logo Suzuki nổi bật và có đèn sương mù và đèn phía trước rất là đẹp, bo viền rất là đẹp. Kính thì nó có được trang bị cái dãy đèn led xi nhan đáo rẻ, kính chiếu hậu. Mâm thì mâm hộp kim 16 inch, đường kính mâm nó là 16 inch hộp kim, nó là chắc chắn đẹp. Như tìm hiểu thì chiếc Suzuki Swift này nó sẽ có cái chiều dài tổng thể của nó là 3,840 mm, chiều rộng của nó là 1735 mm, chiều cao của nó là 1495 mm, khá là rộng so với phiên bản Swift cũ. Đèn hậu thì nó được trang bị một cái dãy đèn led rất là tiên tiến và mới, có camera rear. Khớp nó có phía sau khá là rộng, có thể chứa được rất nhiều đồ. Xe được trang bị bánh trước đằng sau là dùng đĩa, tăng khả năng thắng và an toàn của chiếc xe. Xe được trang bị hệ thống ABS cộng EBD giúp cân bằng cho chiếc xe và đảm bảo hệ thống an toàn. Về phần động cơ của chiếc xe, xe được trang bị một động cơ với dung tích là 1.2. Từ từ. Xe được trang bị động cơ với dung tích 1.2, công suất là 82 mã lực, mô đun xoắn là 113 Nm tại 4.200 vòng trên phút, rất mạnh, 4 máy, nước rửa kiến. Trang xe được trang bị kính chỉnh điện, có cửa trung tâm và cái nhiều hộp chứa đồ bên cửa phía. Về phần phát của chiếc xe, vô lăng đa chức năng, tích hợp rất là nhiều gọi Bluetooth và chỉnh volume nghe nhạc và chỉnh các kiểu đồng hồ mang cách thể thao rất là đẹp LCD. Xe được trang bị với hai túi khí phía trước, tăng khả năng an toàn. Màn hình đa phương tiện 7 inch, cái hệ thống camera phía trước và các máy lạnh. Điều chỉnh nút máy lạnh này trang bị hệ thống đèn led giúp tăng khả năng chiếu sáng. Xe trang bị hộp số, đây là hộp số tự động. Rất nhiều hộp chứa đồ máy lạnh. Rất là đẹp.
vô lăng trợ lực ta lấy điện rất là nhẹ, rất là nhẹ. Màn hình đa phương tiện tăng khả năng giải trí có nó Bluetooth. Xe với nội thất không gian phía trong rất là rộng rãi, 5 chỗ ngồi rất là rộng. Đời mới của Swift năm 2018 thì nó trang bị cái phần chiều rộng nó rộng hơn so với cái Swift cũ. Các bạn, xe tiêu hao với dung tích tiêu hao của nó là 3,6 lít trên 100 cây. Động cơ rất là im. Nhẹ. Xe mang cách thể thao rất là hiện đại. Dung tích của bình nhiên liệu của chiếc xe là 37 lít. Cửa phía sau đừng ở phía trên cái cửa kính. Này cắm mở cửa ra. Đúng là phong cách của thể thao. Xe phong cách thể thao rất là đẹp. Một chiếc xe 2018 rất là hiện đại, Suzuki Swift. Với mức giá cũng rất là phải chăng. Giá đề xuất đó là 499 triệu là bản tiêu chuẩn, bản nâng cao nó là 549 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo giới thiệu về xe. Dạ chào.